chào các bạn, tôi là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Hôm nay tôi sẽ đến nhà chú Nguyễn Phú Cảnh để phỏng vấn chú về cảm nhận khi chú sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc tại siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Bây giờ các bạn sẽ đi cùng tôi nhé. Chào các bạn, đây chính là chú Nguyễn Phú Cảnh, là người đang sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc của chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn chú về những công dụng và những cảm nhận của chú khi sử dụng sản phẩm này. Dạ, chào các chú ạ. Thưa chú, là không biết sau khi sử dụng sản phẩm này của siêu thị trực tuyến corashop24h.com thì chú có cảm nhận thấy sản phẩm bên cháu như thế nào ạ? Ngày xưa thì qua là một trong một thời gian bị tai biến nhỏ nhẹ. Cũng có người mách tôi là mua cái tinh dầu thông đỏ để uống, rồi nó đỡ tê chân tê tay, rồi nó thông mạch dễ ngủ. Đấy, tác dụng của nó rất tốt. Vâng, thế chú có cảm thấy là sức khỏe của mình có thay đổi khi sử dụng sản phẩm này không ạ? Nó có tiến triển tốt. Vâng, vậy thì cháu cũng thấy chú đã đặt hàng bên cháu rất nhiều lần rồi, và không biết là chú đặt hàng để chỉ một mình dùng hay là đặt hàng cho cả người thân bạn bè của mình ạ? Tôi đặt hàng, tôi tặng người thân và bạn. Và họ cũng không biết người là ta có cảm nhận tốt. Vâng, không biết là họ đã có cái phản hồi gì về cho chú, và họ đã sử dụng chưa ạ? Đã sử dụng rồi, người ta có phản hồi là cái tác dụng của nó là rất tốt, để thông mạch, để dễ ngủ. Vâng, đúng rồi ạ. Và chính vì là cái công dụng của nó đặc hiệu nhất cho vấn đề thần kinh ạ, nó làm giảm chúng ta căng thẳng, mệt mỏi và làm thư giãn. Đặc biệt nữa là về tuổi già thì hay bị mắc bệnh suy giảm trí nhớ ạ, thì cái tác dụng chính của nó cũng là suy giảm trí nhớ. Không biết là chú có bị bệnh gì về huyết áp, tim mạch hay là mỡ máu hay là tiểu đường không ạ? Không, chỉ bị về tim mạch và bị coi là tái biến nhẹ thôi. Vâng, thế thì cái sản phẩm này chính là sản phẩm rất tốt cho chú đấy ạ. Ngoài ra thì chú có uống rượu bia không ạ? Bỏ thôi, từ đây nó bỏ rồi. Vâng. Nó bị tôi bỏ luôn rồi. Chức năng gan của chú tốt chứ ạ? Tốt. Vâng, cái sản phẩm này nó cũng có một ưu điểm nữa, đó là cải thiện chức năng gan. Nếu mà chú cứ duy trì sản phẩm này đều thì sức khỏe của chú sẽ cảm thấy tăng lên rất là tốt đấy ạ. Vâng. Thưa các bạn, đấy là những cảm nhận của chú Nguyễn Phú Cảnh khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc của siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Các bạn có thể thấy đấy, tinh dầu thông đỏ nó có rất nhiều tác dụng hữu ích cho chúng ta. Vậy thì để mua hàng cũng như là cần tư vấn thêm về sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì các bạn có thể truy cập vào trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc liên hệ với số hotline của chúng tôi theo số 0904886428 để được tư vấn về các sản phẩm Hàn Quốc hay là sản phẩm tinh dầu thông đỏ này nhé. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn chú về hôm nay chú đã dành thời gian để chia sẻ cho cháu những cảm nhận của mình khi sử dụng sản phẩm. Cháu chúc chú ngày càng mạnh khỏe và cảm ơn chú rất nhiều ạ.